người, chúc mọi người một ngày mới tràn đầy năng lượng. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của mình. Xin tự giới thiệu, mình là Vi Thị Lan. Hiện tại mình đang là thực tập sinh khóa 2 lớp Happy của Đại học EDX. Và trong video hôm nay thì mình muốn chia sẻ đến các bạn những thông tin cũng như là kiến thức mà mình lĩnh hội được từ môn học Oral Communication do cô Vân Hải giảng dạy. Trong video hôm nay thì mình muốn chia sẻ đến các bạn một câu hỏi vô cùng lớn đối với bản thân mình. Đó chính là câu hỏi: tại sao kỹ năng giao tiếp trước đám đông lại quan trọng? Nói đến kỹ năng giao tiếp trước đám đông thì mình nghĩ rằng có lẽ không phải riêng bản thân mình mà tất cả mọi người đều có thể thấy được tầm quan trọng cũng như là vai trò của nó trong cuộc sống. Đặc biệt đối với giới trẻ như bản thân mình chẳng hạn thì chúng ta cần phải thật sự chú trọng cũng như là rèn luyện được cái kỹ năng này càng sớm càng tốt. Đối với kỹ năng giao tiếp trước đám đông, để trả lời tại sao nó lại quan trọng thì mình xin chia sẻ những cái hiểu biết của mình về vai trò, lợi ích cũng như là tầm quan trọng của nó trong cuộc sống đối với mỗi người. Một người mà có kỹ năng giao tiếp trước đám đông tốt thì sẽ rất là có lợi thế, phải không nào? Lợi thế không chỉ là trong công việc cũng như là trong những cái mối quan hệ đối với người khác. Trong công việc thì khi mà mình có kỹ năng giao tiếp tốt thì sẽ có thể trình bày cũng như là chia sẻ được những cái ý tưởng cũng như là cái ý kiến, cái quan điểm của mình về một vấn đề. Thì như thế sẽ giúp cho là mình có thể thể hiện được bản thân mình, thể hiện được cái đóng góp của bản thân mình cũng như là khiến cho mọi người có một cách nhìn nhận về năng lực của bản thân mình. Còn về đó là về công việc, còn về đối với các mối quan hệ trong cuộc sống hàng ngày, mối quan hệ trong đối với xã hội thì sẽ gây được những cái nhìn thiện cảm, bởi vì những cái giá trị mà mình trao đi khi mà mình giao tiếp trước đám đông tháng nào. Và cái vai trò cũng như là lợi ích của nó phải gọi là vô cùng nhiều rồi. Bởi vì khi mà có kỹ năng giao tiếp trước đám đông thì bản thân mình sẽ trở nên tự tin, trở nên thân thiện, cởi mở và trở thành một con người thu hút được sự chú ý của rất là nhiều người xung quanh. Như vậy mình cảm thấy vô cùng tốt trong cái mục tiêu phát triển bản thân của chính mình. Và mình muốn mọi người xem video này cũng vậy, mọi người hãy thật sự chú trọng cũng như là quan tâm đến cái việc đó chính là phát triển cái kỹ năng giao tiếp trước đám đông. Và nói thì vậy thôi, làm thì mới thật sự là khó. Bởi vì bản thân mình đây, khi mà trước kia còn ngồi trên ghế nhà trường, ví dụ là ngày mai mình được lên sân khấu chỉ là đóng vai trò là múa thôi mà mình cũng đã hết sức là lo lắng. Và khi lên sân khấu thì mình cũng run, là mình sợ là động tác của mình sẽ không đều, cô ở dưới thì sẽ có nhận xét là mình làm không tốt chẳng hạn. Hay là khi ngày mai chẳng hạn, khi mà mình còn đi học ấy, ngày mai mà mình cần phải báo cáo trước lớp cái tình hình của lớp, lúc đó mình chỉ là tổ trưởng thôi nhưng mà phải báo cáo trước lớp tình hình của từng bạn trong phòng học, trong lớp học đó, thì một cái chia sẻ phát biểu rất là nhỏ nhoi chỉ trong vẻn vẹn trong một lớp học có vài chục bạn cũng như là cô giáo thôi mà mình cũng đã rất là run rồi. Cho nên là trước kia cái kỹ năng giao tiếp trước đám đông của mình có thể là chưa tốt. Tuy nhiên hiện tại khi mà mình đến với Đại học EDX thì mình đã được thật sự chú trọng cũng như là phát triển cái khả năng này. Như là mình đang làm video này chẳng hạn, mình cảm thấy nó rất là ý nghĩa và có ích để mình sau này có thể phát triển được cái việc giao tiếp trước đám đông sao cho nó tự tin và tự nhiên nhất có thể. Và khi nói về cái tầm quan trọng của việc giao tiếp trước đám đông thì bản thân mình cảm thấy rằng điều này thật sự như mình chia sẻ những ví dụ mà mình đã từng trải qua thì mình cảm thấy nó vô cùng khó. Bởi vì
cái đặc thù mà giao tiếp trước đám đông ấy thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều ánh mắt dồn đến bản thân mình, và đó có thể cũng chính là nguyên nhân chính khiến cho bản thân mình trở nên có thể là mất bình tĩnh, mất tự tin, thậm chí là run rẩy và không hoàn thành được tốt những cái gì mà mình đã chuẩn bị chẳng hạn. Và trong cái video lần này thì bên cạnh việc chia sẻ những cái nhận định của bản thân mình về cái tầm quan trọng của việc giao tiếp trước đám đông, thì phần chính mà mình rất muốn chia sẻ đó chính là những cái kinh nghiệm của mình làm sao để có thể tự tin hơn khi mà giao tiếp trước đám đông, mà mình cũng đã cải thiện được trong suốt thời gian vừa qua. Thì trước tiên đối với kinh nghiệm của mình, khi mà muốn giao tiếp trước đám đông đạt đến kỹ năng, tức nghĩa là kỹ năng giao tiếp trước đám đông, thì thật sự cần phải trải qua một quá trình. Bởi vì khi mà mình muốn có một cái gọi là kỹ năng nào đó, không chỉ là kỹ năng giao tiếp đâu, khi mà muốn làm một điều gì đó để đạt đến trình độ gọi là kỹ năng, thì cái việc đó còn phải lặp đi lặp lại và có cả một quá trình phấn đấu và nỗ lực. Cho nên là các bạn hãy cố gắng lên nhé. Và sau đây là chia sẻ của mình trong suốt thời gian cấp 3 đi, và cũng như là suốt thời gian mình đến với đại học EDX, và mình cũng đã có một chút tự tin khi đến đứng đây làm video để chia sẻ với tất cả mọi người. Thì trước tiên, khi mà muốn giao tiếp tốt trước đám đông, thì trước tiên bạn phải tin tưởng vào chính bản thân mình trước đã, là chắc chắn bạn có thể làm tốt. Có thể là những người xung quanh còn có những cái hoài nghi về khả năng của bản thân bạn, tuy nhiên bạn phải là người đặt niềm tin ở chính bản thân mình, thì bất kể những cái tác động xung quanh nó cũng không còn là trở ngại, là một vấn đề nào nữa. Khi mà mình tin vào bản thân mình rồi thì mình sẽ dẹp bớt được những cái suy nghĩ vẩn vơ, những cái lo lắng nó rất là tiêu cực, có hại, hay là những cái sự run rẩy thì nó sẽ dẹp bớt đi phần nào và có thể hoàn thành được những cái mình chuẩn bị một cách tốt nhất. Khi mà đã tin vào bản thân mình rồi thì cái việc tiếp theo, bạn cần phải biết bạn sẽ nói gì trước đám đông. Cái việc này là chắc chắn rồi, khâu chuẩn bị là khâu nó rất là quan trọng. Và khi mà chuẩn bị mình nói gì trước đám đông, phải chuẩn bị một cách rõ ràng, kỹ càng nhất có thể. Ví dụ như là chủ đề mình nói sẽ là chủ đề gì, đối tượng mà mình nói sẽ là ai, là giới trẻ hay là những bậc phụ huynh hay là các bạn trong lớp. Đó là những đối tượng mà mình phải khoanh vùng và hướng đến. Tiếp theo mình cần phải chú trọng đó chính là những cái ví dụ mà mình đưa ra, cần phải có ví dụ đến tất cả mọi người để mọi người thêm hiểu hơn về những gì mà mình muốn truyền đạt. Và đặc biệt mình cần phải nắm rõ được cái mục đích mà mình chuẩn bị cái chủ đề đó là gì, là muốn mọi người có nhận thức về cái việc bảo vệ môi trường chẳng hạn, có nhận thức tốt hơn về việc bảo vệ các loài động vật hoang dã, hay là cần phải nâng cao cái nhận thức về cái tác hại của việc sử dụng các trang mạng xã hội một cách không có mục đích và ý nghĩa chẳng hạn. Đó là những cái gì mà mình cần chuẩn bị để xem là mình sẽ nói gì trong việc thuyết trình trước đám đông. Và một điều cũng rất quan trọng nữa mà mình muốn chia sẻ, và cái này thì mình cũng chưa làm được đâu, nhưng mà mình đang cố gắng, tức nghĩa là trong một phần thuyết trình trước đám đông thì rất có thể là những người bên dưới có thể là họ sẽ không thật sự là tập trung chú ý vào những điều mình nói, bởi vì có thể là nó không có tính hài hước. Cho nên cái tính hài hước khi mà thuyết trình đối với bản thân mình nghĩ là nó rất quan trọng để thu hút được sự chú ý của mọi người này, và tất cả những cái biểu cảm, cái cử chỉ của bản thân mình cần phải gọi là phát triển rất nhiều để có thể tương tác cũng như là tạo thiện cảm, hay là để mọi người thật sự chú ý vào cái thuyết trình của mình.
Những cái biểu cảm trên gương mặt của mình cũng là rất quan trọng nhá, bởi vì ánh mắt chính là cửa sổ tâm hồn. Khi mà mình có một cái ánh mắt chắc nịch về những gì mà mình nói ra, có thể là nó là một nguồn năng lượng lan tỏa đến tất cả mọi người để mọi người thấu hiểu điều đó. Và nụ cười là rất quan trọng, bởi vì khi mà mình giữ vẻ mặt nghiêm trang và nghiêm túc, trên môi không có nở đến một nụ cười thì sẽ làm sao nhỉ? Sẽ khiến cho mọi người cũng trở nên căng thẳng và có khi là còn tập trung vào nhận xét về cái biểu cảm của mình hơn là những gì mình nói. Như thế thì thật sự sẽ không đạt được cái mục tiêu mà mình đề ra trong buổi thuyết trình đó không nào. Đó chính là những cái gì mà mình cảm thấy là mình cần có khi mà có thể cải thiện kỹ năng giao tiếp cũng như là thuyết trình trước đám đông. Và những cái chia sẻ của mình nghĩ là còn rất là nhiều thiếu sót và rất cần có sự bổ sung cũng như là góp ý của tất cả mọi người. Và video nói về cái câu hỏi lớn đó chính là vì sao kỹ năng giao tiếp trước đám đông lại vô cùng quan trọng của mình, xin được kết thúc tại đây. Và rất mong có được sự nhận xét cũng như là góp ý của tất cả mọi người. Và mình chính là sinh viên năm nhất của Đại học EDX. Chào tạm biệt mọi người trong video lần sau.